trong tất cả nghiệp của thân trí là dẫn đầu và tùy theo trí mà chuyển tất cả nghiệp của miệng trí là dẫn đầu và tùy theo trí mà chuyển y tất cả nghiệp của ý trí là dẫn đầu và tùy theo trí mà chuyển y trong quá khứ đã khởi lên trí kiến không chấp trước không ngăn ngại ở hiện tại đang khởi lên trí kiến không chấp trước không ngăn ngại ở vị lai sẽ khởi lên trí kiến không chấp trước không ngăn ngại 18 pháp Phật bất cộng như thế để hoàn toàn dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên biết đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát ấy, gồm các môn văn tự đà la ni, những môn văn tự đà la ni nào? Nghĩa là bằng tánh bình đẳng của văn tự, tánh bình đẳng của ngôn ngữ mà đi vào môn các chữ. Thế nào là môn tánh bình đẳng văn tự và tánh bình đẳng ngôn ngữ? thiện hiện nên biết khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nhập môn chữ suy, ngộ tất cả pháp vốn không sanh, nhập môn chữ lạc, ngộ tất cả pháp xa lìa trần cấu, nhập môn chữ bà, ngộ được giáo lý thắng nghĩa của tất cả pháp, nhập môn chữ già, ngộ tất cả pháp xa lìa sanh tử, dù tử hoặc sanh đều dùng vô sở đắc làm phương tiện nhập môn chữ na, ngộ tất cả pháp xa lìa danh tướng, hoặc danh hoặc tướng đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Nhập môn chữ kha, ngộ tất cả pháp xuất thế gian vì nhân duyên ái nhiễm nên chẳng hiện tiền. Nhập môn chữ đà, ngộ tất cả pháp điều phục vắng lặng, chân như, bình đẳng, không phân biệt. Nhập môn chữ bà, ngộ tất cả pháp lìa sự trói buộc và cởi mở. Nhập môn chữ đồ, ngộ tất cả pháp xa lìa nhiệt não, kiêu căng ế trưởng đạt được sự thanh tịnh nhập môn chữ xa hộ tất cả pháp không quái ngại Nhập môn chữ Phược, ngộ tất cả Pháp chấm dứt đường ngôn ngữ. Nhập môn chữ Đà, ngộ tất cả Pháp chân như bất động. Nhập môn chữ Giã, ngộ tất cả Pháp như thật chẳng xanh. Nhập môn chữ Sắc Cha, ngộ tướng chế phục và tướng nhậm trì của tất cả Pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ Ca, ngộ tác giả, tất cả Pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ Ta, ngộ thời và tánh bình đẳng của tất cả Pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ Ma, ngộ tất cả Pháp tánh ngã và ngã sở bất khả đắc nhập môn chữ già ngộ tánh hành động chấp thủ của tất cả pháp bất khả đắc nhập môn chữ tha ngộ tánh chất tất cả pháp chỗ y cứ bất khả đắc nhập môn chữ xà ngộ tất cả pháp năng sở xanh khởi bất khả đắc nhập môn chữ thấp phượng ngộ tất cả pháp tánh an ổn bất khả đắc nhập môn chữ đạt ngộ tánh có thể giữ gìn cõi giới của tất cả pháp bất khả đắc nhập môn chữ xả ngộ tánh sa của tất cả pháp bất khả đắc nhập môn chữ khư ngộ tánh bình đẳng như hư không bất khả đắc nhập môn chữ sàn ngộ tánh cùng tận của tất cả pháp bất khả đắc nhập môn chữ tác đà Ngộ tất cả pháp tánh nhậm trì bất khả đắc, nhập môn chữ nhã, ngộ tất cả pháp tánh năng sở tri bất khả đắc, nhập môn chữ thích tha, ngộ tánh chấp trước nghĩa của tất cả pháp bất khả đắc, nhập môn chữ ha, ngộ tánh thường làm nhân của tất cả pháp bất khả đắc, nhập môn chữ bạc, ngộ tánh phá hoại của tất cả pháp bất khả đắc, nhập môn chữ xước ngộ tất cả pháp tánh, che đậy dục lạc bất khả đắc. Nhập môn chữ táp ma, ngộ tánh đáng nhớ nghĩ của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ hạc phạ, ngộ tánh kêu gọi của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ sa, ngộ tất cả pháp lìa sự dõng mãnh. Nhập môn chữ kiên, ngộ tánh bình đẳng sâu dày của tất cả pháp bất khả đắc. Nhập môn chữ xỉ ngộ tánh tịnh tụ